Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilee giao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Suy niệm: được sai đi để nói lời. Hãy trỗi dậy và đi rao giảng. Kính thưa anh chị em, từ năm 2020, với tự sắc Operis Illis, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Chúa Nhật Ba thường niên hàng năm là Chúa Nhật Lời Chúa. Như vậy, hôm nay chúng ta tôn vinh Lời Chúa theo tinh thần của tự sắc. Thật trùng lập, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thoáng nhìn cuộc đời của Giô-na với sứ mệnh được sai đi để nói lời của Thiên Chúa. Giô-na, một trong những ngôn sứ được yêu mến nhất trong Cựu Ước. Tại sao? Có lẽ vì câu chuyện hấp dẫn về việc ông bị cá voi nuốt chửng. Hình ảnh này khơi lên trí tưởng tượng của chúng ta về một câu chuyện kỳ thú, phần nào giống với một câu chuyện cổ tích. Nhưng một điều chúng ta có thể dễ dàng quên là tại sao Giô-na bị cá nuốt? Đó là dẫu đã nghe tiếng Chúa gọi cho một sứ mệnh cụ thể trong đời mình, nhưng Giô-na đã chạy trốn hết mức có thể theo một hướng khác. Chúa bảo lên Ninive, ông lại xuống Tarsis. Chúa bảo lên phía đông, ông lại xuống phía tây. Ông đã làm tất cả những gì có thể để thoát khỏi người, nhưng Thiên Chúa không chịu thua. Người không dừng lại và tiếp tục truy đuổi ông. Cuối cùng, Thiên Chúa đã thắng và Giô-na buộc phải đến Ninive. Ông được sai đi để nói lời của người dành cho thành. Điều tuyệt vời nhất là dân Ninive đã nghe lời ông và thay đổi đời sống. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Giô-na một chỉ lắng nghe Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Có thể câu chuyện của ông sẽ ít giống một chuyện cổ tích hơn, nhưng chắc chắn đó sẽ giúp Giô-na và những người khác bớt căng thẳng. Ông sẽ không chịu đựng cơn bão lớn khiến tàu hòng chìm, không chuốc cơn thịnh nộ của các thủy thủ trên tàu, và nhất là trải nghiệm sự tăm tối tanh tưởi trong bụng kình ngư ba đêm ngày. Giô-na có thể tránh được tất cả những điều ấy nếu thoạt tiên ông biết mềm mỏng với Thiên Chúa. Và như thế, thật thú vị và giàu ý nghĩa khi chúng ta nhìn câu chuyện từ một góc độ khác. Sự thật là Giô-na đã phải gánh chịu tất cả những khốn đốn này. Và dẫu chúng ta có thể bị cám dỗ phê phán và không đồng ý với Giô-na, nhưng có lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn. Tại sao? Bởi Thiên Chúa hoàn toàn có thể thực sự cho phép Giô-na vùng vằng vì ý muốn thiêng liêng của Ngài. Có thể Thiên Chúa để ông chống lại thánh ý là một phần của sự khôn ngoan nơi người. Thiên Chúa cho điều đó xảy ra vì lợi ích của chúng ta. Giô-na trở thành một tấm gương tuyệt vời và là bài học cho chúng ta từ chính cuộc đời ông, rằng người không ngừng yêu thương chúng ta và không ngừng kêu gọi chúng ta tuân theo ý muốn của người. Vì thế, cuộc đời và hành động của Giô-na trở thành lời tiên tri cho chúng ta,
là hãy vâng phục, hãy sẵn sàng và vui mừng khi được sai đi để nói lời của Người. Rằng Thiên Chúa không buông bỏ chúng ta, Người không chỉ đơn giản ném chúng ta xa Người ngay khi chúng ta quay lưng. Thay vào đó, việc chúng ta phủ nhận Người chỉ khiến quyết tâm theo đuổi chúng ta nơi Người càng lớn hơn. Rằng Thiên Chúa nhận lấy sự đổ vỡ của chúng ta, sự thiếu quyết tâm, những thất bại và cả những tệ hại của chúng ta để sử dụng chúng cho vinh quang và kế hoạch hoàn hảo của Người. Sau hàng tháng trời cắm cúi trên một thiết bị điên rồ được gọi là bóng đèn, Thomas Edison và đội ngũ phụ việc của ông phải mất 24 giờ liên tục. Cuối cùng chỉ có thể ghép các bộ phận làm một, xong việc, họ quá mệt. Ông nhờ một cậu bé bưng nó lên cầu thang. Cậu vùng vằng cự nự, nhưng cuối cùng cũng vâng lời. Dĩ nhiên, cậu rất sợ hãi và hối hận vì thái độ ban đầu của mình. Và hẳn chúng ta cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh bạn trẻ tội nghiệp đã làm rơi chiếc bóng đèn, tác phẩm vô giá ở đầu cầu thang. Vậy là toàn bộ đội ngũ của Edison đã phải mất thêm 24 giờ nữa để làm một chiếc bóng đèn khác. Cuối cùng, mọi người đều sẵn sàng mang chiếc bóng đèn lên gác. Nhưng Edison từ chối. Ông đưa nó cho chính cậu bé đã đánh rơi chiếc đầu tiên. Anh chị em thân mến, đó cũng là cư xử của Thiên Chúa đối với Jonah, với chúng ta. Người tha thứ và xót thương. Bởi lẽ, kế hoạch của Người lớn hơn ý riêng của chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Chớ gì chúng ta đừng vùng vằng như Jonah, như cậu bé của Edison buổi đầu, nhưng trở nên nhu mì, dễ bảo như các môn đệ đầu tiên Simon, Andre, Jacobe và Gioan đã bỏ lưới, bỏ cha, bỏ các người làm thuê, bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa Giêsu khi Ngài vừa gọi họ ngay lời gọi đầu tiên. Họ là những con người được sai đi để nói lời của Thiên Chúa và họ đã đi đến cùng. Chúng ta có thể cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết tôn vinh lời Chúa mỗi ngày bằng việc yêu mến đến si mê, thực hành đến thành thục. Cho con luôn luôn là khí cụ sắc bén, được sai đi để nói lời của Chúa cho những ai chưa sống lời. Và nhất là những ai chưa được nghe lời. Amen.